Hồng Nguyên chào mừng quý vị đang đến với chương trình Tiêu điểm 365 được phát sóng trên đài phát thanh và truyền hình Lâm Đồng. Thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý như sau. Hơn 75.000 người chết mỗi năm, Việt Nam đứng top 2 trên bản đồ ung thư thế giới. Tai nạn giao thông liên hoàn trên quốc lộ 1A thuộc thành phố Cam Ranh, Khánh Hòa làm một người chết, 7 người bị thương. Những thách thức trong quản lý tài nguyên nước. Thưa quý vị và các bạn, theo số liệu thống kê mới nhất của Hiệp hội Ung thư Việt Nam, mỗi năm cả nước có thêm khoảng 150.000 ca mắc bệnh mới và 75.000 ca tử vong do ung thư. Với con số này, Việt Nam đã trở thành nước có tỷ lệ ung thư nằm trong top 2 của bản đồ ung thư thế giới. Với hơn 75.000 ca tử vong mỗi năm, số người chết vì ung thư ở Việt Nam gấp 7-10 lần số trường hợp tử vong do tai nạn giao thông. Tính đến thời điểm hiện tại, cả nước có khoảng 240.000 tới 250.000 bệnh nhân bị ung thư đang điều trị. Tại bệnh viện Ung bướu thành phố Hồ Chí Minh, mỗi ngày chỉ tính riêng tại khoa khám bệnh với 9 phòng khám phải gồng gánh cho 1.500 lượt khám. Đáng nói, hơn 75% nguyên nhân gây ung thư là do thói quen sinh hoạt hàng ngày của người dân. Đây là điều chúng ta hoàn toàn có thể chủ động thay đổi để phòng ngừa được. Những nguyên nhân gây ung thư giờ biết nhiều, nhưng mà nó sát bên mình, nó dính tới cuộc sống mình. Ung thư là một căn bệnh nguy hiểm gây ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng con người. Chính vì vậy, mỗi người dân cần có ý thức xây dựng cho mình một nếp sống lành mạnh, thường xuyên tầm soát sức khỏe định kỳ để phát hiện và điều trị sớm nhất có thể. Sáng ngày 25 tháng 10, Phòng Kỹ thuật và Ban Công binh thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Yên phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện Sông Hinh tiến hành di dời quả bom còn sót lại trong chiến tranh về bãi tập kết để tiêu hủy. Quả bom nói trên thuộc loại bom phá dài 160cm, nặng hơn 200kg. Được ông Phạm Văn Hải, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên phát hiện khi đào hố trồng cao su. Quả bom nằm ngang chỉ cách mặt đất 40cm. Tuy nhiên, hàng năm gia đình ông Hải sử dụng máy cày, cuốc để trồng và dỗ sắn mà không hề hay biết. Được biết, nếu quả bom này phát nổ sẽ tạo ra hố sâu đến 7m, rộng hơn chục mét và mảnh bom văng ra hàng trăm mét. Trước đó, vào khoảng tháng 5 2016, tại xã Đức Bình Tây cùng huyện đã xảy ra vụ nổ khiến 3 người tử nạn. Nguyên nhân do cưa đục bơm lấy thuốc nổ đánh cá. Trong những ngày này, tại tỉnh Hà Tĩnh đã có rất nhiều tổ chức cá nhân mang hàng nghìn suất quà về với bà con nhân dân vùng lũ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức cá nhân đến Hà Tĩnh tham gia hoạt động cứu trợ. Một số khách sạn đã thông báo miễn phí 100% dịch vụ lưu trú cho các tổ chức tình nguyện về cứu trợ đồng bào vùng lũ. Gần một tuần qua, các khách sạn tại thành phố Hà Tĩnh, thị xã Kỳ Anh đã đón gần 100 đoàn khách với hàng trăm lượt người về lưu trú và làm công tác cứu trợ cho đồng bào miền Trung. Để tạo điều kiện cho các đoàn cứu trợ, nhiều khách sạn tại Hà Tĩnh đã phát đi thông báo miễn phí dịch vụ lưu trú cho những tổ chức tình nguyện đặt phòng. Toàn bộ của khách sạn là vào cũng đã hết, khách đặt đến ngày 31 tháng 10 là cũng đã hết. Và hiện nay toàn bộ trong chỗ các khách sạn là cũng đã đón được toàn bộ 59 đoàn khách về lưu trú tại khách sạn. Với việc làm ý nghĩa của mình, các khách sạn tại Hà Tĩnh đã góp phần vào thành công chung cho các đoàn thiện nguyện khi mang những phần quà cứu trợ đến với nhân dân vùng lũ. Đây là nghĩa cử cao đẹp, là lời tri ân gửi tới các tổ chức cá nhân tình nguyện khi họ về với vùng rốn lũ. Xã Thiện Nghiệp, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận là một vùng đất khó canh tác, chỉ trồng keo lá tràm ở những khu rừng. Nay cây trồng này đã dần thay thế các cây trồng truyền thống giúp nông dân ổn định sản xuất. Nếu như trước đây, cây keo lá tràm chỉ được trồng ở những vùng đồi núi hoặc bìa rừng, thì hiện nay, người dân phát triển trên những vườn rẫy canh tác không hiệu quả. Theo bà con, keo lá tràm dùng cho nguyên liệu làm giấy thì canh tác từ 4 đến 6 năm là có thể xuất bán. Mỗi hecta keo sau thu hoạch có giá dao động từ 35 đến 50 triệu đồng, tùy chất lượng cây, hoặc kéo dài thời gian sản xuất cây trên 10 năm để bán gỗ với giá cao từ 2 đến 3 lần so với giá bán nguyên liệu làm giấy. Được biết, quá trình canh tác cây trồng này không tốn nhiều thời gian, công sức, kỹ thuật, chỉ cần cắt tỉa cành và theo dõi phòng ngừa sâu bệnh. Theo thống kê của xã Thiện Nghiệp, tính đến nay, địa phương có khoảng 360 hộ trồng keo lá tràm với diện tích trên 1.500 hecta. Với hiệu quả kinh tế mang lại rõ rệt, cây keo lá tràm đã và đang giúp người nông dân Thiện Nghiệp ổn định cuộc sống, thậm chí làm giàu. Chanh không hạt là loại cây trồng mới trên địa bàn thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. Cây trồng này đã được gia đình ông Trương Văn Nhiều trồng thử nghiệm thành công và đã mang lại giá trị kinh tế cao. Gia đình ông Trương Văn Nhiều, ngụ xã Bình Lộc, thị xã Long Khánh, bắt đầu trồng chanh không hạt được 3 năm nay. Hiện tại, vườn chanh của gia đình ông được hơn 500 gốc với diện tích 5,4 sào đang cho thu hoạch. Tính từ tháng 7 năm 2015 đến nay, ông thu hoạch khoảng 4 tấn trái, giá bán trung bình 20.000 đồng 1 kg, cao gấp 5 lần so với chôm chôm. Cây chanh nó thu nhập quanh năm.
giá cả năm ngoái năm nay thì nó cũng không thể là nhiều, chỉ 20 ngàn 20 ngàn. Tới mùa mà hạn đó, dù tháng nắng là tức là tháng giêng tháng 2 rồi đó, thì giá tăng có thể 30. Chanh không hạt rất dễ chăm sóc, ít sâu bệnh, thị trường tiêu thụ ổn định nên được nhiều người dân mua về trồng. Tuy nhiên chanh không hạt có nhiều loài nên người dân cần tìm hiểu kỹ và mua giống ở những nơi có uy tín. Để khắc phục và đổi mới cách thức đo số liệu mực nước ở các công trình đê bao, hệ thống thủy lợi bằng phương pháp thủ công, thạc sĩ Đặng Duy Hiển cùng nhóm kỹ sư tỉnh Hải Dương đã nghiên cứu và chế tạo ra thiết bị đo mực nước tự động. Thiết bị đo cột nước của nhóm tác giả gồm hai phần chính. Phần cơ khí đặt ngoài công trình có nhiệm vụ thu thập khoảng cách từ vị trí đặt máy đến mặt nước cần đo. Khi phao xuống đến mặt nước, cảm biến tự động sẽ báo và xác định mực nước tại thời điểm đo. Thứ hai là khối điện tử hiển thị kết quả xử lý và truyền số liệu mực nước của công trình, phần website quản lý cung cấp số liệu trên mạng. Phần mềm được kết nối trực tiếp với các thiết bị đo mực nước ở thượng và hạ lưu sông, bể hút, bể xả, trạm bơm, thiết bị đo lường độ mở cửa cống, cửa tràn xả lũ, thiết bị giám sát hoạt động của máy bơm và động cơ điện thông qua dây cáp hoặc vô tuyến điện. Để tự động cập nhật kết quả đo lường mà không cần thực hiện thao tác nhập thủ công, người sử dụng có thể cập nhật thường xuyên số liệu qua máy tính hay điện thoại di động. Riêng cái giải pháp của chúng tôi thì có khác biệt hẳn so với các cái giải pháp của nước ngoài và trong nước, đó là cũng sử dụng phao nhưng mà sử dụng cái động cơ điện giảm tốc để điều khiển phao và tuân thủ cái định luật Archimedes. Tính độc đáo của sản phẩm là có thể đo được trong mọi nguồn nước, không bị ảnh hưởng bởi vật cản. Máy cũng có thể đo các công trình ven biển vẫn đảm bảo độ bền của sản phẩm. Tiếp theo là các thông tin an ninh trật tự và an toàn giao thông. Thưa quý vị, vào lúc 1 giờ 30 phút ngày 25 tháng 10, trên quốc lộ 1A thuộc xã Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh, Khánh Hòa, đã xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn làm một người chết, 7 người bị thương. Vào thời điểm trên, xe khách giường nằm 78B00099 do tài xế Lê Văn Hùng sinh năm 1977, trú thành phố Tuy Hòa, Phú Yên điều khiển, chạy theo hướng từ quốc lộ 27B ra quốc lộ 1A. Đến đoạn đường trên thì bị ô tô tải 77C09632 do tài xế Bùi Đình Hiệp sinh năm 1991, trú thị trấn An Nhân, Bình Định điều khiển trên quốc lộ 1A chạy theo hướng Bắc Nam, đâm vào phần hông xe. Cùng lúc đó, xe ô tô tải 77C05017 do tài xế Nguyễn Văn Khiêm sinh năm 1961, trú thành phố Quy Nhơn, Bình Định, đâm trực diện vào xe tải của tài xế Hiệp gây tai nạn liên quan. Hậu quả làm 3 ô tô hư hỏng nặng, trong đó 2 xe tải bẹp dúm đầu, ô tô giường nằm hư hỏng phần hông, tài xế Bùi Đình Hiệp kẹt trong cabin tử vong trên đường đi cấp cứu và 7 hành khách trên xe giường nằm bị thương, trong đó có 2 hành khách bị thương nặng. Nguyên nhân của vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ. Rạng sáng ngày 25 tháng 10, Công an quận 3 thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa bắt giữ gần 80 đối tượng và thu giữ một số lượng lớn thuốc lắc cỏ Mỹ cùng hàng trăm triệu đồng tiền mặt tại một khách sạn. Khoảng 6 giờ sáng cùng ngày, Công an quận 3 bất ngờ ập vào một khách sạn tại số 481 đường Điện Biên Phủ, quận 3 và bắt quả tang gần 80 đối tượng đang có biểu hiện phê ma túy đá. Tại đây, cơ quan công an đã thu giữ 3 bịch chất bột màu trắng nghi là ma túy, một lượng lớn thuốc lắc, cần sa và cỏ Mỹ cùng hàng trăm triệu đồng tiền mặt. Bước đầu xác định chủ trì buổi tiệc ma túy đá này là một thiếu gia đang cùng bạn bè của mình mừng sinh nhật. Đối tượng trên đã thuê 7 phòng của khách sạn và dọn dẹp hết nội thất, sau đó cắm loa đài, đèn chiếu và cùng bạn bè sử dụng thuốc lắc. Đến hơn 10 giờ trưa nay, công tác khám nghiệm hiện trường mới hoàn tất, hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Mặc dù được cất giữ tinh vi, nhưng hàng trăm sản phẩm mỹ phẩm nhập lậu đã bị đội quản lý thị trường số 5, Chi cục quản lý thị trường Hà Nội phối hợp với đội 2 phòng 7 cục cảnh sát môi trường phát hiện và thu giữ gần cảng Hà Nội. Cụ thể, chiều qua ngày 24 tháng 10, đội quản lý thị trường số 5 Chi cục quản lý thị trường Hà Nội phối hợp với cục cảnh sát môi trường đã tiến hành kiểm tra kho K8 cảng Hà Nội. Tại đây, lực lượng liên ngành đã phát hiện và thu giữ hàng trăm hộp mỹ phẩm do nước ngoài sản xuất nhưng không có hóa đơn chứng từ hợp lệ. Các sản phẩm chủ yếu là dưỡng tóc, hấp tóc, thuốc nhuộm tóc và dầu gội đầu, nhiều trong số đó ghi xuất xứ từ Italy, Hàn Quốc. Qua khai thác, chủ hàng là Phạm Lan Phương sinh năm 1982, trú quán tại quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết toàn bộ số mỹ phẩm trên được nhập từ Trung Quốc, sau đó đưa về giao cho các salon làm đẹp trên địa bàn Hà Nội để bán kiếm lời. Lô hàng có giá trị ước tính khoảng 150 triệu đồng. Thưa quý vị, trước đây, Việt Nam vẫn được coi là nước có nguồn tài nguyên nước dồi dào. Tuy nhiên, đợt hạn hán và xâm nhập mặn kỷ lục ở đồng bằng sông Cửu Long đầu năm 2016 và nguy cơ thiếu nước sinh hoạt ở nhiều địa phương trên cả nước đã cho thấy điều đó không còn đúng. Vậy, nguyên nhân của tình trạng này là do đâu? Và chúng ta phải quản lý cũng như sử dụng nguồn nước như thế nào cho hiệu quả? Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau đây. Xâm nhập mặn, hạn hán khốc liệt nhất trong vòng 100 năm ở đồng bằng sông Cửu Long. Nhiều diện tích lúa chết khô, hàng nghìn người thiếu nước sinh hoạt, nhiều ao hồ cạn kiệt.
Vụ đông xuân này, gia đình cũng đã thực hiện theo khuyến cáo của địa phương là gieo xạ sớm. Nhưng đến nay, thì toàn bộ diện tích đã khô hạn, không thể cứu được do không có nước. Việt Nam từng được đánh giá là một quốc gia có mạng lưới sông ngòi dày đặc, tài nguyên nước phong phú, bao gồm cả nguồn nước mặt và nước ngầm. Vậy mà hiện nay ô nhiễm và khan hiếm nguồn nước đang trong tình trạng báo động. Số liệu từ Trung tâm Quan trắc Tài nguyên nước Quốc gia cho thấy hiện lượng nước mặt bình quân đầu người mỗi năm chỉ đạt 3.840 mét khối, thấp hơn chỉ tiêu là 4.000 mét khối trên người trên năm. Việt Nam hiện được xếp vào nhóm quốc gia thiếu nước theo đánh giá của Hội Tài nguyên nước Quốc tế. Về trữ lượng khai thác ở đây thì của đồng bằng sông Cửu Long thì được đánh giá về tiềm năng là tương đối phong phú. Tuy nhiên dưới tác động của các biến đổi khí hậu cũng như đặc biệt trong thời gian vừa qua là cái việc khai thác sử dụng nguồn nước từ các quốc gia ở thượng nguồn, cho nên trong những cái năm gần đây, mặc dù là với cái trữ lượng mà khai thác mới chỉ khoảng 1/3 so với tiềm năng thôi, nhưng mà do ảnh hưởng như vậy đã bị suy giảm nghiêm trọng, đặc biệt là trong những cái tháng mùa khô cao điểm. Thiếu nước, hạn hán đang rất gay gắt tại nhiều nơi cả thành thị lẫn nông thôn. Một trong những nguyên nhân là do chúng ta chưa có ý thức tiết kiệm trong khai thác và sử dụng tài nguyên nước, khai thác nước tràn lan, thiếu quy hoạch. Bên cạnh đó, 62,7% lượng nước do lãnh thổ bên ngoài chảy vào này thực tế rất khó quản lý và sử dụng một cách chủ động. Do vậy, chưa bao giờ vấn đề khai thác, bảo vệ và quản lý bền vững tài nguyên nước lại trở nên bức thiết như hiện nay. Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chương trình Tiêu điểm 365 được phát sóng trên đài phát thanh và truyền hình Lâm Đồng. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bộ Công an vào cuộc làm rõ vụ thông tin nước mắm bị nhiễm arsen. Hơn 500 học viên cai nghiện trốn trại tại Đồng Nai. Đắk Lắk, hai xe khách tông nhau làm 15 người bị thương.